Kính chào quý khán giả, mời quý khán giả theo dõi bản tin dự báo khí tượng thủy văn của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Mở đầu bản tin hôm nay với thông tin về tình hình xâm nhập mặn đang được bà con quan tâm. Trong ngày hôm qua, độ mặn trên sông Hậu tại cảng cá Trần Đề là 9,1 phần ngàn, tại bến phà Long Phú là 4,1 phần ngàn, Đại Ngãi là 0,2 phần ngàn, An Lạc Tây của kế sách là 0,1 phần ngàn. Trên sông Mỹ Thanh tại cầu Mỹ Thanh 1, xã Thành Thế Thuận, độ mặn đo được là 3,4 phần ngàn. Sông Du Gia, thành phố 0,3 phần ngàn. Sông Đinh Phường Tư, thành phố Sóc Trăng là 0,5 phần ngàn. Trên kênh Quảng Lộ Phụng Hiệp, khu vực Ngã Năm, Giáp Tranh với Bạc Liêu, 1,2 km, độ mặn đo được là 2,2 phần ngàn. Về tình hình thời tiết, trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, cần phải đề phòng có gió giật mạnh, lốc xoáy và sét đánh, ngày nắng, Cụ thể, tại các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào và dung rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần phải đề phòng có gió giật mạnh, lốc xoáy và sét đánh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 34 độ. Riêng thời tiết trên khu vực tỉnh Sóc Trăng được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc xoáy và sét đánh. Ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2. Nhiệt độ các nơi trong tỉnh, dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ và độ ẩm không khí trung bình là 72%. Bà con đang hoạt động trên vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau thì chú ý, tại đây được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4 có lúc cấp 5, biển bình thường có lúc động nhẹ về tình hình thủy văn, dự báo tại Trạm Đại Ngãi ngày 27 tháng 5, hai con nước lớn lần lượt xuất hiện vào lúc là 1 giờ 30 và 14 giờ ở mức là 0m73 và 1m32. Hai con nước rồng xuất hiện lúc 8 giờ và 21 giờ ở mức là dưới 1m05 và xuống thấp nhất trong ngày là dưới 1m27. Tại trạm Trần Đề, hai con nước lớn xuất hiện lúc 0 giờ 30 và 13 giờ ở mức là 0m95 và 1m55. Xen kể là hai con nước trồng xuất hiện lúc 7 giờ và 20 giờ ở mức là dưới 0m88 và dưới 1m15. Bản tin của chúng tôi đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.